quản lý các target init. Ở trên chúng ta nói đến service init, bây giờ ta nói đến target init. Cái lệnh systemctl thì được sử dụng để quản lý các target init, và nó có thể sử dụng để nhìn thấy hoặc thay đổi cái giá trị mặc định của các boot target, chuyển từ một cái đang chạy sang cái khác. Chúng ta sẽ có ví dụ như sau để xem được các đơn vị của nó dùng kiểu target trừ t. Hết điện à? Đây, có time target rồi basic crypto set model multi user network có ở graphic nhỉ? Có rồi. Slide sao lại hết rồi? Với mỗi một cái target unit thì nó sẽ trả ra chúng ta gồm có tên của target này, rồi trạng thái đang load này, rồi cái cấp độ cao nhất và thấp nhất của mỗi khi nó được khởi động. Nào đây có hiểu. Active này, load này, sub này, decryption này. Ô này. Đây. Số target ta không tìm thấy này, rất down này, lại chạy bình thường không đít này. Không chạy này, mình xì với cả ngày là không dùng đâu. Dùng. Tiếp theo, ta sẽ đến sang phần kiểm tra và xem các target mặc định. SystemCTL thì cũng được sử dụng để xem cái target mặc định là gì và cũng để thiết lập nó luôn. Chúng ta get default và set default nhé. Default là multi user target, hiện tại nó chạy là đang dùng. Chúng ta có thể câu lệnh này gọi là set default này, xóa cái sysling default và trỏ tới một cái default mới tên là multi user. Tất nhiên nếu chúng đồ họa thì sẽ đồ họa, nhưng hiện tại máy hành chưa có đồ họa. Thử xem có đồ họa không nhỉ? Con này có Ferrari đây. Con Ferrari đây. Ferrari này. Thêm nào FPL không? System
TCL khi nhỉ, là kết đây thôi. Đây là graphic mà chuyển sang văn tiêu giờ nhé. System CTL. Set default multi-user. Multi-user. Nếu như bên này chúng ta sẽ chỉ vào được bằng đen thôi. Có nhầm gì? Multi-user. Rồi sao? Xong. Đã tạo ship link từ STCMD SIMD4 vào cái thằng này. Rồi thì bút lại không? Bây giờ chỉ bằng đen thôi. Không có graphic nữa. Thế à? Không có nhỉ? Hay rồi. Rồi. Giờ chúng ta sẽ quay trở graphic. Sudo default graphic. Đúng nhỉ? Graphical. Graphical. Quay lại đâu ạ? Thế là xong gọi gọi lại, lại tía lên. Tất nhiên chúng ta phải cài thằng đồ họa trước, thì không có là không thể nào chạy cái target được. Đâu nhỉ? Lâu nhỉ, mãi không được sao? Trời ạ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến phần hỗ trợ là switching, thay đổi giữa các cái target cụ thể. Vậy system CTL có thể sử dụng để thay đổi có nó chạy từ một cái target state này sang một cái nói khác. Và có rất nhiều target được liệt kê ở trong bảng 12.2, mặc dù vậy một số của chúng như là graphical, multi user, reboot, shutdown là điều được sử dụng thường xuyên. Mã được đây. Mã không được sao? Rồi. Reboot lại không ăn này. Cái phiêu ra 8 là hay lỗi. Chuyển đổi không ăn đó rồi. Thật đi
Thế thì các cái target rescue và emergency được sử dụng để tìm ra lỗi này, rồi cứu hệ thống, tắt hệ thống và dừng hệ thống tương tự đến shutdown. Các cái target hai bên net thì phù hợp cho các thiết bị mobile. Xem xét các hiệu sau để xem thế nào nhé. Nó sẽ có mặc định chúng ta đang là đồ họa. Thì cần nếu là chuyển sang multi-user ra cái gõ cái lệnh là dùng isolate multi user, việc đó sẽ dừng cái đồ họa trên hệ thống và hiện ra lệnh tách như ở đây. Các bạn xong nhỉ? Giờ thì nó tự béo rồi. Cộng ở đây này rồi. Khi máy ảo hơi dở một chút. Eiffel ra rất đẹp nhưng mà nó không được ổn định. Này nào. Đây là đồ họa nhé, tôi sẽ chuyển sang dùng ảnh đen thế nào. Rồi xong. Và sẽ dùng isolate là sudo isolate one user. Sudo system CTL isolate mua anti ti isolate tức là hoàn toàn là cô lập. À, phải rồi, bên này luôn. Đã vào một viên đồ môi trường thằng rồi tiếp theo mình đây việc này dừng đồ họa chạy ra tách để nhập vào sau đó chúng ta trở về đồ họa nào cũng CTL graphical có tương tự nào rồi. Graphical chúng ta các bạn họa anh nhập vào chúng ta có đồ họa để tắt hệ thống chúng ta có thể sử dụng bây giờ là power hoặc là system CD power để tắt hệ thống và khởi động nó dùng system reboot để target của nó tự động của nó nhưng ta còn reboot cũng được lệnh hard power off reboot là các đường link biểu tượng tới cái lệnh system CTL command đi cùng với cả lệnh đi kèm kiểu như alias ấy. Thì cái lệnh hard power off reboot chỉ tồn tại ở trong RH8 cho trường hợp là tương thích thôi. Viết thông tức là ở RH8 cho lệnh system CTL và đi kèm với các lệnh này sau. Chúng ta phải thêm một cái tùy chọn nữa như là trừ H đằng nào hoặc P nào hoặc R nào. Nghĩa là nó sẽ gửi thông báo đến tất cả các cái tài khoản đăng nhập hệ thống rồi ngăn cả người dùng mới đăng nhập vào đợi một khoảng thời gian để cho các cái người dùng cụ thể dùng có thể lưu những việc của họ tăng suất tắt dịch vụ và cuối cùng thì hệ mới tắt đắt